Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc anh TVQ, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng, đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng 3 người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô xát. Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu, gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết Long chưa có tiền án tiền sự. Long và Quy là bạn học. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành. Đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh Vũ Minh Đức. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo 4 con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để 4 con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy 2 con M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cạnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất.
Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát Hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung rà dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu chung cư cao cấp Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Saigon Pearl, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Saigon Pearl. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc, cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe. Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân. Do đó, gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp.